Vừa qua, nguồn tin từ các tờ báo tại Anh cho biết, ngân sách xe căng siêu biệt thự để dưỡng già của Ronaldo tại quê nhà Mourinho đã tăng chóng mặt. Từ con số ban đầu khoảng 10 triệu bảng, giờ đã lên đến hơn 17 triệu bảng. Phần lớn là do giá vật liệu xây dựng tăng trong thời gian qua, cùng những báo cáo về vấn đề xăng dầu do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh tại Ukraine. Dù vậy, tiền đạo của Manchester United vẫn nỗ lực để đảm bảo tiến độ hoàn thiện vào cuối năm nay. Ronaldo hy vọng sẽ đem lại cho bản thân và những người thân yêu một nơi thật thoải mái. Đây sẽ là nơi ở lâu dài của Ronaldo sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, nên anh rất chú trọng vào những tiện ích bên trong ngôi nhà. Theo thiết kế, ngoài hai bể bơi trong nhà và ngoài trời, căn nhà còn có một garage có thể để hơn 20 xe hơi, những phòng tập chức năng cùng rất nhiều tiện ích nghỉ dưỡng khác. Đúng là anh bảy biết lo xa, nhưng cũng đáng để anh em chúng ta học hỏi. Còn giờ thì chắc sau video này, mình cũng phải tranh thủ làm một tô mì gói. Dù trải qua mùa bóng tương đối thất vọng tại PSG, song Neymar vẫn đang có một kỳ nghỉ êm ả trên những bãi biển đầy rẫy những người đẹp. Trong đó, có sự xuất hiện của cô bồ Bruna là người nổi bật nhất. Người đẹp sinh năm 95, diện bộ đồ bơi gợi cảm và đang ghi lại những khoảnh khắc bên Neymar cũng như người bạn. Đi cùng với Neymar còn có tiền vệ Antonello và cô em gái Rafaela. Neymar và Bruna công khai mối quan hệ vào tháng 12 năm ngoái. Với vẻ ngoài quyến rũ và làn da mặn mà, Bruna luôn chiếm trọn ống kính của cánh săn ảnh. Người đẹp sinh ra ở Sao Paulo, hiện đang là một diễn viên kiêm người mẫu tự do. Cô bắt đầu sự nghiệp từ khi còn khá nhỏ, từng tham gia biểu diễn trong các video ca nhạc và quảng cáo. Nhìn thân hình nóng bỏng như thế này, bảo sao Neymar lại không thích đi tắm biển mỗi khi mùa giải kết thúc. Hy vọng với nguồn động lực vừa to vừa lớn này, tiền đạo sinh năm 92 sẽ có được thành công trong mùa giải mới và cuối năm nay là World Cup 2022. Trong cuộc bầu chọn của tạp chí 20 phút Đức, Anna Maria Markovic được bầu chọn là nữ cầu thủ bóng đá đẹp nhất thế giới. Trang cá nhân của cô đã tăng đột biến lên 576.000 người theo dõi kể từ khi cô đạt danh hiệu trên. Nữ cầu thủ 22 tuổi liên tục nhận được những lời đề nghị quảng cáo, chụp hình với mức thủ lao cực khủng. Dẫu vậy, cô cho biết cũng sẽ cực kỳ hạn chế vì muốn tập trung vào sự nghiệp cầu thủ hơn. Bên cạnh những lợi ích, Anna Maria Markovic còn nhận được không ít những phiền toái khi cô nhận những tin nhắn kèm hình ảnh là lẽ thô tục mang tính chất quấy rối tình dục. Anna Maria Markovic sinh ngày 9 tháng 11 năm 99 tại Croatia. Cô hiện đang chơi bóng cho câu lạc bộ Grasshopper của Thụy Sĩ. Còn với anh em, nếu như ở Việt Nam, thì ai sẽ là người nhận danh hiệu này? Sau khi thất bại ở hàng loạt giải đấu, Thái Lan quyết tâm phục thù U19 Việt Nam cũng như lấy lại vị thế ở cấp độ trẻ khu vực. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã triệu tập Nathan James, hậu vệ 18 tuổi, mang hai quốc tịch Thái Lan và Anh. Nathan James là cầu thủ trẻ từng nhận học bổng của câu lạc bộ Burnley và có gần 1.000 phút thi đấu tại giải ngoại hạng Anh cấp độ trẻ. Trước lời mời từ quê nhà, trung vệ cao đến 1m88 có thể sẽ trở về khoác áo U19 Thái Lan. Trong những năm gần đây, Thái Lan liên tục mở rộng chính sách kêu gọi những cầu thủ Thái Kiều về phục vụ đất nước. Trong danh sách U19 mà họ vừa công bố, có cả cầu thủ Olaxen Tamba, người được Transfermarkt định giá lên đến 25.000 euro. Giải U19 Đông Nam Á 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 16 tháng 7 tại Indonesia. U19 Việt Nam sẽ cùng nằm bảng với Thái Lan, Philippines, Myanmar, Brunei và chủ nhà Indonesia. Mới đây trên trang cá nhân, Trần Minh Vương đã đăng tải hình ảnh tạo dáng bên chiếc Mercedes GLC. Anh không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi tạo được một chiếc sở hữu cực chất. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ và cầu thủ đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng Minh Vương. Nhiều đồng đội cũng không quên cả khỉ Minh Vương khi mua xe tiền tỷ, trong khi suốt ngày cứ than nghèo. Không chỉ Minh Vương, nhiều cầu thủ khác như Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tấn Tài cũng đã đều sở hữu cho mình một chiếc Mac. Trước khi có được chiếc xe này, tiền vệ sinh năm 95 cũng đã xây tặng cho mẹ anh một ngôi nhà mới vào dịp Tết Nguyên Đán. Đây chính là thành quả sau những nỗ lực của Minh Vương trên sân cỏ. Còn với anh em của Cảm Bóng Đá, có ai đã tặng được gì cho bố mẹ của mình chưa nào? Nếu chưa có được tài chính dư giả, thì chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm ba mẹ cũng đã là những món quà rất ý nghĩa rồi. Còn bây giờ, hết video này, hãy cầm điện thoại lên và hỏi thăm ba mẹ của mình đi nha.